Rồi, xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay là mẹ có hai con gà Long Bảo. Hôm nay mẹ cho mần sầu lăn cho gia đình mình ăn. Gà này là hôm mình nuôi gà gà ấy nó mình lọt ra hai gà Long Bảo. Mẹ nuôi gà thịt mà nó có lọt được hai con gà Long Bảo. Gà Long Bảo là nó khác với gà mình là cái mặt nó bự hơn, màu lông nó cái mỏng nó khác, với vậy lại có một cái giò đã phải không? Chủ yếu là hai cái giò. Đây là gà trống này cả nhà, đây gà mái. Kha là mái. Hôm nay mẹ sẽ làm thịt nó để mẹ đưa hai cái giò nhà lên con gà trống làm như cái giò bự hơn nè. Con gà trống giò bự hơn. Nhưng mà gà nó khác, gà mình là cái cặp giò. Chứ nó cũng màu lông nó không khác. Nhưng mà giống như hai cái giò này con gà mái nó gấp đôi luôn. Nhưng mà cái mặt nó cũng khác gà mình nữa nè. Mặt này nó sẽ khác. Còn con gà mái á, màu lông nó cũng giống gà ta mình. Rất là mập luôn. Nhưng mà nó mập. Bây giờ là vô mình làm gì nãy mày nói làm gì? Bây giờ bữa nay mẹ làm mẹ xào lăn. À dạ, sao mình làm coi đủ sao làm hai con với mẹ? Thì bữa nay có bà nội rồi với dựng ba rồi vô chơi cho nên mẹ phải làm hai con. À vậy là nhà có khách đó phải không? Dạ, khách rồi, cả gia đình mình theo dõi để xào lăn như thế nào nghe. Cái giò nhìn đã ghê kìa. Gập giò hết thân cái giò luôn. Cái đầu da nó mèo không? Hồi tí nữa mình mần xong thì mình sẽ đem đi treo cho nó khô một chút là mình đem đi thui. Thôi bây giờ cho nó nám lại đi đang chơi cày vậy ha. Này cô xào lăn thì cô nãy cô nói mình tôi nghe vậy thôi chứ tôi không biết. Con gà mái nó mập quá chừng. Con này xương xương chứ 2 ký mấy 3 ký gì. Gà trống này. Nó mà đặt nữa là nó 4 kg đó cô. Cái này nó còn bị lai nè mến. Ừ lai, đúng rồi. Lai ép máy rồi đó. Cho nên nó mới được thôi. Thì đúng đặt là cái giò nó bự. Bự lắm. Bự nó đú nó tèm bè đi không được luôn á. Sao mấy nay mình không có nuôi giống gà trắng đâu cô? Cái gà trắng loại mà 7-8 kg ngon á. Gà đó cô thấy nó gà trai gì không? Con gà trắng trắng mà nó ăn nằm chỗ không á. Cái gì con gà đó mình lấy mình chở đi được luôn á. Mà cô đang có nuôi gà nội thì sợ nó đạp chết. Ồ, con gà nó bự lắm con đó mà nó leo lên con gà nào nó gãy xương luôn. Kêu bằng gà trai phải không mẹ? Mình đây kêu bằng gà trắng không biết luôn. Bữa anh nhớ cái người bán nó quảng cáo bán gà. Gà trai. Gà trai hay gì? Gà tên kia. Gà mái nè mách. Ủa đâu hả mẹ? Gà mái à. Thôi rồi. Gà mái nó không có cái này cô. Chắc là gà mái nó lộn nó mái nó thẳng nha. Ồ nó không có cái này à. Con gà trống này nó nhăn nhó. Nhăn thiệt ha. Nè. Rồi gà mái lên kìa. Mé nó. Ôi tôi đặt. Láng o à. Thôi mập thiệt chứ. Nó giống như mà gà công nghiệp vậy á. Ừ mập ghê da mở ra. Mở không à. Thì da đã ghê đây. Ú nô à. Thôi nó ú y đang nhìn y đang cái ức của con chim bồ câu kìa. Con da ở đây nhìn thấy ghê hát như cái não mình được kìa. Nè. Thấy không? Ừ. Nó sáng sáng như đang cái não á. Trời ơi, gớm ghê không cả nhà. Tại cái dính mà. Cái da nó thì nó mỏng nhưng mà nó bám lại cái cứng. Cho nên cái giò gà Long Bảo nó khó làm. Xong rồi hai đứa đi thui giùm cô đi. Con đi thui con. Đi thui vô cô mẫu. Mẹ làm xong rồi tôi bạn mà thui không xong là bị đòn á. Là thịt xôi vô hay gì kìa. Cho nó săn da lại. Ừ, tới gần vàng thôi. Luôn nè. Ôi, đặt lại về dưới rồi. Chứ còn nói bên trên vàng đã bắt đầu ta.
nóng á. Mà đó nè, đèn khe luôn nè. Ừ. Bên đây chưa vậy? Đi về lật lại đốt thêm cái nữa đi. Chảy mỡ ra nè. Còn đó ngon rồi. Wow, đau. Nè, có con này cầm chân nóng quá, giật nhanh quá nó bị tụt da. Ừ. Thôi vậy mà không sao. Con nhưng mà như vậy mới vàng nó mới ngon đó nha. Ừ, như vậy là ngon rồi đó. Con này ngon nè, con này quay trọn vẹn nè. Nhưng mà ngon là bỏ vô đi khô nữa. Con này thì nãy nó kha nó rinh lên á, hơi bị tụt da. Nhưng mà không sao. Cái chân không à. Không nha, để khô rửa con này rồi, cái rửa cái rổ thôi. Nóng lắm chừng. Nóng thì bỏ vô đây. Giặt cái rổ đi con. Có cái lá xả trà nó thơm nữa nè. Ừ, cái trà nó thơm sạch. Con đó con phui ngon á. Con sao nãy hơi. Nhưng mà cô thấy con này là sao vậy? Con đó nó đẹp á. Nó vàng hơn các bạn. Nó vàng hơn. Nước vàng. Đổ ra bớt nước này đi. Cá lui rơm không? Gà mái mày làm xong, gà mái có trứng không á? Ồ, đã vậy mẹ. À, vậy nó đang đẻ hả mẹ? Nó đang đẻ mà nè, mà thịt luôn nè, có cái trứng già luôn. Ờ, trứng này cứng nhất rồi. Ờ, trứng này. Nguyên bề trứng ngon á. Thôi, cô sẽ xin bề ngoài trứng, đùm trứng. Nguyên đùm trứng luôn. Giờ mình chặt ra hả mẹ? Giờ mày chặt ra để mình... Thử, có thử không? Sầu lăn. Thử chứ. Chặt ra mình ướp xong rồi mình bắt lên mình xào con. Để nó có trứng ra ha, để nó bể uổng. Trứng nguyên đùm trứng bự ngon quá. Trứng nhiều quá. Giờ nó đẻ rồi. Nhưng mà gà này nghe nói có tuổi thọ nên không để nuôi được nhiều nữa. Này nó thời gian rồi, con nó thời gian là tự nó tuổi thọ nó hết rồi nó chết rồi. Nhưng mà cái giờ này là chung giờ trường ha. Ừ, giờ trường gà nó đẻ ha. Mà nghe không? Giờ này đủ vốn rồi đó. Cô chặt sắp rồi đi, Kha sắp xả giùm cô Kha. Sắp banh có bầm không con? Bầm mới, bầm mới con. Bầm luôn. Ở da cũng da lục quá trời. Nãy coi không lấy dao bén nè. Con sắc xả và bầm ớt vô nha. Xả ớt luôn hả con? Ừ. Giờ thịt này mẹ chặt rồi. Giờ mẹ ướp gia vị vô để mình bắt lên mình nấu. Túi gì mẹ? Này túi ngũ vị hương. Cho thơm, cái này tôi là thơm lắm mà. Sầu lăn phải có cái này, nó mới thơm. Cho hết bịch luôn không mẹ? Dạ hết luôn. Tại mình với hai con luôn con. Đây là bột cà ri. Cà ri bơ hay gì đó mẹ? Cà ri hiệu ông già. Này cũng như là nó thay thế được bột nghệ con. À cho nó già. Đây, cà ri bơ. Nó ướp thử gia vị hết. Kha bầm xả nhanh lên nha, cô ướp nha. Chút xíu còn cầm. Này là cà ri bơ. Mẹ ướp vô cho nó thơm bay mùi nước mũi luôn. Thơm thiệt. Thơm lắm. Vậy là ba cái hương vị nó khác nhau. Ba hương vị nó khác nhau. Mình có nêm được một nêm gì không mẹ? Mẹ sẽ để mẹ trộn cái này nó đều lên cái mẹ ướp được. Nêm gia vị ha. Mẹ chao, tương. Cái con chặt ra nghĩ ra biết câu hát chưa đường tương chao đổ dưa leo vậy hả? Ừ. Đây là chao gà này thấy nó hò cách ly được rồi mẹ ơi, nó hò cách ly rồi chắc là gà này làm xong lần ta không ăn kịp quá cách ly Kha. Ừ, cách ly rồi. Con hả? Con bị sặc ha, chém hò bằng xả mà nó cũng sặc đấy. Cái này là tương hả mẹ? Này tương con. Ồ, tương hộp cái này à, có cơm nguội, cơm nóng chứ. Cái cơm nguội ăn ngon hơn chứ hả mẹ? Cơm nguội vô, chan cũng ngon nha. Sả này bầm răng mớ, hồi nó làm nước mắm đó con. Ừ, bầm mớ làm nước mắm nữa con. Này là chao. Này là tương, vậy là một phần thôi hả mẹ? Một phần tương thôi con, nhiều quá nên nó mặn á. Này là chao cái nha. Chao.
nó mặn cái nó mất ngon. Còn này là miếng nữa là để mình làm cái chấm à. Cái chấm. Rồi đáng lý là tương với chao là mẹ phải bỏ chung với xả này. Mẹ bóp, mẹ thôi bây giờ mẹ trộn chung vô mẹ bóp luôn đi. Nó cũng như nhau vậy mẹ. Như nhau nhưng mà mình làm bóp trước cũng tốt. Nhưng mà thôi cái này mẹ làm mẹ bóp luôn. Trộn hơi lâu chút xíu. Trộn vậy nó thấm. Mẹ có cái tiếng nghe tiếng gà. Nãy giờ quên lấy ra. Mẹ bóp nó bể nè. Cái này là mình xả nhiều ngon hay sao mẹ? Xả nhiều nó ngon. Khai sắc hốc cho cô một thêm một mới xả khoanh nữa coi sao. Này mẹ cô bả bằm mới rồi bây giờ còn làm thêm mới xả khoanh nữa đi con. Bỏ vô. Mình khỏi bỏ xả hốc. Món này chắc hao cơm nữa rồi Khai. Hao món này ăn gà không ăn cơm. Người ta chuyên nghiệp là người ta làm cái này người ta nhậu. Nhưng mà mình không có biết nhậu rồi thôi mình làm mình ăn cơm đi hả con. Ăn cơm. Để tí xíu bắt ăn thử. Mình cho nó thấm vô hả mẹ? Nghe chưa? Nhìn nó đỏ đỏ. Giờ mẹ bắt lên thử hả mẹ? Thử. Nước mặn rửa nó với muối luôn. Mẹ đổ vô. Bỏ cho cô miếng tỏi xả vô. Xả nữa con. Để vô thơm thơm nè. Nó thơm. Ui thơm thiệt. Có à. Cả hơi bị nhiều luôn mẹ. Nhiều luôn. Hai con. Có ra lại được tinh chân lại nhiều chút. Ôi trời, cái chảo này. Hơi bị chật luôn đó chứ. Mà không sao con. Nó biết tử không sao. Tới rồi, cắt chúng tới rồi, giờ làm chưa xong rồi. Mày nói dấu trước thôi mà. Ủa, tôi bớt nữa kìa. Ủa, thôi, được rồi. Này, cho mình cho nước dừa vô nè cả nhà. Em tải bút. Nãy mẹ cha chặt rồi để vô đây. Mình lấy ba cái đó luôn hả mẹ? Mình lấy nước dừa này mẹ lấy luôn. Giờ là đợi cho chín thôi hả mẹ? Giờ là đợi chín là nhà mâm. Thôi lửa, thôi lửa. Thôi lửa, Khai cho bị thôi lửa nha. Giờ Khai chụm lửa ha. Còn thôi lửa với làm nước chấm. Nước chấm tương chào xả ớt. Mà đều đừng có mặn quá nha. Chịch chịch nước nóng vô. Đừng có mặn quá nha con. Mặn quá là không ngon đó. Cô nấu này là rất là ngon nhưng mà con làm mặn là nước chấm không ngon. Vậy sẽ làm nước chấm. Tương nè. Chao nè. Chao nè. Vậy là trộn lên thôi chứ đâu có làm gì nữa ha. Đúng rồi, phải nghiền ra. Trên nhuyễn là vậy chấm. Giờ mình chấm mì tô đi rửa rau ha. Chuẩn bị có ăn rồi. Cái nhà mình cùng theo dõi cái món ăn của mẹ làm cây nó ngon như thế nào nha. Thơm quá. Làm nước mũi chưa? Được có bụng chưa ta? Cái này mình ăn mình làm khô hả mẹ? Mình làm khô con, ăn khô. Một lát nữa nó khô rồi cái mình đắt đậu phộng lên. Thơm lắm. Wow, thơm quá mẹ ơi. Thơm quá. Ôi, một chảo luôn quá là thơm luôn. Wow. Rồi, để này cô sẽ là sắp lại. Đây là cái nước chấm của Khai nè cả nhà. Ngon ha. Gà kho năm nay phải làm chấm hơi lỏng chút. Khai vũ không ra cho chú ý trơn đi. Đây nè. Giờ mẹ sẽ sắp nó lên đây. Sắp lên đây, đây, đây. Cái này khô nên mình cũng không sợ nước hả mẹ? Cái này mẹ sắp lên đây cái hạ rắc đậu phộng lên. Ồ, này sao? Cô xào lăng ngon quá. Xào lăng dành thấy thèm chưa? Đã nha. Thơm. Kêu Út mẹ dậy nó chờ cơm mà bây giờ nó đói bụng nó ngủ luôn rồi. Đói rã thay vậy? Rã thay vậy. Khai là dành cái giò nè.
Khe nó nhìn nó giò nữa ha. Giò nó để riêng. Cái này ngon nè mẹ, cái này cái cùm nữa nè. Cái cùm giò. Cái da nó dai dai nhìn nó đỏ y đang quay vậy hả nha. Này đỡ quá. Cái đầu nằm trước. Cái này xào lăn. Cái này cái phần ấy mình chan cơm ngon lắm hả. Ừ, cái này chan cơm ngon. Phần mỡ. Cái này mỡ quá. Hơi mỡ hả mẹ. Giờ mình vớt cái này ra cái ra đi. Vớt mình vớt chắc mỡ bớt. Còn cái nước nào ăn cơm chan. Ngon luôn á. Thật thao cơm nữa. Ra hồi nữa mình để bên. Wow, hấp dẫn quá nha. Dạ, rồi bây giờ rau vô con để dài rau đây đây mình lên mình ăn luôn. Cô sẽ rắc đậu phộng lên. Không, đậu phộng để con rắc cho cô. Con rắc đi. Rồi rắc cái kiểu rắc rắc kiểu muối hả? Ừ. Đây. Đây 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 vô. Đâu, rắc sao đâu? Ghê không, ghê không? Ghê không? Ghê ghê. Rau phộng nhiều mới ngon nha. Trời, hello. Rồi. Rồi. Để nó vô này để lại. Rồi, chuẩn bị bưng lên nha cả nhà. Chuẩn chén lên ăn kịp bị ăn cơm rồi cả nhà mình dùng cơm luôn. Rồi, qua lên hai. Trong hồi sáng giờ mới úp sổ xuống cái tiêu luôn á. Quá đã luôn ha. Quá đã luôn. Ôi trời. Rồi giờ gia đình của mời cả nhà mình cùng dùng cơm luôn nha. Cái này nay mẹ có đem bia nữa hả? Nay chay sang mà có bia luôn. Này coi này khỏi cơm đi, thịt giảm quá thì nhiều nữa, khỏi cơm luôn đi. Con ăn cơm, con phải hết ăn cơm mới chịu nổi. Ba cái nước mắm rồi là thấy ngon rồi đó. Nước chấm hả nội? Bây giờ gấp cái này ngon quá. Đổ lại đi. Rồi ngon vô con. Bây giờ cơm mình để riêng lại đi. Ai ăn cơm xúc đi ha. Này nội ăn đi. Đừng lại ha. Mấy bớt cái này. Cái này cái gì ha? Dạ, cái gì không? Cái tay dứng hả? Cái này là tay dứng. Cái này là con dứt của con gà đó cho biết. Thôi được rồi, được rồi. Đây. Rồi. Ở đây có cái ghe bên bơm cát hơi ồn ha. Trời ơi. Cái kia nghe lớn quá. Ăn cái tính nó ngon sao đâu có ta. Ngon quá. Bây giờ để đũa nào ăn này. Rồi giờ thử đi, nội tính hả? Đâu thử thịt đi không? Ngon quá. Tôi mặn lạc. Gì bạn không? Mẹ bà nội chấm là nghĩa là lạc rồi đó. Ngon lắm. Nước mắm ngon. Nước mắm mình chấm một khai là lúc nào cũng ngon ha. Nay ăn thịt đi, nay mình làm tới hai con gà rồi. Rồi xin mời cả nhà nha. Rồi thử miếng này. Nước chấm này làm mình gà khô nên làm hơi nước chấm hơi lỏng một chút cho nó ngon. Ủa mày có hai con câu rồi, nãy thấy chỗ nào quên rồi. Mềm không? Thôi ơi. Miếng chảy. Tới luôn à. Cái này gì không? Cái này nè, cái giò nè, cái giò. Nè, cái giò nè. Biết gì không? Nhìn mập luôn. Ngon thiệt. Da giòn quá, ngon quá. Da giòn ngon quá. Đang làm giờ mình xào lăn thì cái da nó giòn chứ sao? Xào lăn vậy ăn nó ngon, mình nấu ẩu luôn đầu á. Con phui cái được giò nhỏ. Đâu có thử cái giò nhỏ rồi. Để trọng gà luôn hả? Sáng sinh. Sáng sinh cô rồi. Sinh cái giò phải không? Sinh cái giò. Giò gà mái mềm, giò gà trống nó chứ ở đó. Tôi nấu lâu lắm á. Đã quá đã rồi ha. Đã quá đã không? Quá đã luôn. Cho mình cái trứng nè. Cho trứng nhỏ chiếu bà nội. Trứng bự bà nội ăn rồi. Bự rồi, ăn rồi. Nhỏ xíu luôn. Mẹ con đông tiêu rồi. Đèn nó ra sao vậy quên. Nói thôi ăn hết trứng chưa, ăn thử cục thịt đi. Ăn hết trứng chưa, ăn thử cục thịt đi. Ngon quá. Mai mình ăn thịt tông đi, quá trời thịt luôn. Mẹ chịu con hồi con ăn cơm một chai với cái nước ở trong á mẹ. Má này nó chịu nó liên kết ở dưới đó. Các mẹ ăn cái đuôi đi. Tuyệt trời. Con không? Phải lắm. Giò nó mềm mà nó làm nó chấm cũng ngon mà. Nó dai. Nó cho cái trứng nè cả nhà. Trứng nó dai. Cái da ăn giòn. Nó chấm con ta là ngon đấy. Nhưng mà đã thấy thằng Kha nó đâm đậu không được nhuyễn hung rồi mẹ. Để nguyên hộp thì nó lần Kha làm ớt này ít ớt à.
Còn đâu cho làm mất nhiều. Mới nó, nãy con làm đá mà nó kêu con bỏ vào trong cái nồi này hết nữa. Con ra ăn bớt vô nó bớt ngán thôi. Biết đâu. Ủa, quên con bia kha tại. Cái vợ quên con cá. Ăn qua thịt thì miệt ngoài luôn. Nãy giờ lo ăn không. Quên bia nữa chứ. Cái vợ nó quên cái vụ bia. Đi ra ngoài cây. Nhiều này không có đá. Ngon lắm cháu. Thôi, con ngoài Úc đi. Thôi, xin mời cả nhà em nha. Miếng bia uống bia ăn với gà. Gà tiếng vua. Cái xào lăn. Uống bia. Gà tiếng vua xào lăn. Xào lăn nhẹ ngon nè. Trời ơi, đang hát nước nữa. Nó đã gì đâu. Đã hả? Đã. Chờ ta miếng chú hết này. Rồi nội xin nước à. Xin nội đang cắt nước rồi. Nội đang cắt nước nữa nè. À, đã chưa? Đã quá. Nội vô còn quá mấy luôn. Ngon quá. Cái giò nè. Cái giò hết thương không? Đã. Cái giò là vua mới được ăn, mà này mình không làm vua mà được ăn là mình sung sướng con cả cuộc đời này. Gà Long Tảo cái giò là ngon nhất luôn á. Đúng rồi. Ôi cái tấm mắm còn nhà kìa. Mắm gì mắm nữa. Cái này đồ chấm cay. Chấm. Ngon. Lấy một con ăn đi chừng cái nó không nhả rồi. Những cái chừng cái con coi nó mình ăn không được. Con nào luôn. Nhả hay gì. Nhả ăn ta ăn cắt ăn dài lên. Bự quá. Làm gì ăn đậm đà hơn ha. Da giòn. Cái lượng nó không được là đóng lên. Đúng rồi. Nó có hết lượng cái dài gì lượng nè. Ngăn. Cái lượng da nó như là gà lôi vậy. Còn đậm lắm rồi đó. Giống da gà lôi. Rồi đâu có dạ vậy nữa. Nhưng mà cái này á là làm thịt gà lâu ăn ngon, chứ mà gà Long Tảo mà nó còn tơi ăn không ngon này. Đúng rồi, gà Long Tảo mà còn ngon. Cái gì vậy? Thôi giờ cái nhà mình chào tạm biệt mọi người luôn đi. Ăn hết một xe rồi. Ăn còn mấy con rồi cả nhà ơi. Rồi. Giờ khoan phải còn ăn nữa nè. Còn ăn nữa. Ăn cục này nữa nè. Rồi giờ cái nhà mình chào tạm biệt mọi người luôn đi. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào những tiếp theo của Úc miền Tây nha.